Rồi, chào buổi trưa ngày 15 tháng 2 2023 anh em cô chú ơi. Chúc anh em cô chú lúc nào cũng gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe anh em cô chú. Mời anh em cô chú uống ly trà mốc câu mới châm anh em cô chú. Gãi cái máy phu trời dốt dốt rồi anh em cô chú ơi. Không mà quay cho anh em cô chú xem cái bộ nồi xe này căng quá, không hú mà nó đẹp quá anh em. Ông này ông ngồi ông giữ ông lấy bộ nồi luôn rồi. Từ thành phố hôm qua ông giữ. Mà tại mát không gà làm mà tại nắng ra mà động mận. Rồi. Thấy không? Mận mà ông chửi mình luôn rồi, thấy không? Dữ không? Kệ chửi chửi mà mận tốt là được rồi. Rồi. Bộ nồi nè anh em, nó không gió không hú, ông này ông từ thành phố ông ra ông ngồi để ông canh mà bây giờ tháo ra là ông lấy liền nè. Không có bán được cho anh em với mới đồ không ngồi đâu giữ không lấy luôn. Giờ nó máy này tuy nó đen nhưng mà đồ nó cũng dút dốt anh em cô chú. Rồi quay trước hết quay bộ số liền cái cho anh em cô chú coi cái cho nó nóng. Nó đen vậy nè nhưng mà nó không có mòn gì ta, ít chạy anh em. Chứ ít chạy nè, nó không có dấu mòn nhưng mà sao nhớt nó đen thui vậy. Không hiểu nổi bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra hết. Số nè. Cốt nhông nè anh em ơi. Nhông đá anh em cô chú. Tới giờ chưa? Hết giờ làm việc chưa? Rồi. Đó là làm ly tà mà móc câu đi. Đợi tôi quay cái này xong tôi giải quyết liền. Rồi bộ số không mọt anh em cô chú. Phóng to cho anh em coi cái. Chỉ cần coi số 2 với số 3, số 4 rồi anh em cô chú ơi. Con số này còn đẹp quá đẹp. Tính anh em cô chú khu 1 ha, 800 thôi. Khu 1 mà nó không có bên đây luôn, không có mọt anh em cô chú. Nhưng mà mỗi người phân biệt cái kiểu số anh em cô chú, mỗi người nói phu một bốn chấu, mình người thì nói gì đó, còn mình thì nói ba chấu với bốn nó có tên à, nhưng mà nó quan trọng cái cốt nhông mới biết phu một chứ quay a nha anh em. Cốt đứt tức là phu một nó có gạch gạch như nè, chấm 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 đầu cốt nhông, quay a là không có đó bằng tiếng. Mà cái này nó lại ba chấu là nó thấy không, 1 2 3. Nó bốn chấu mà nó không có cái gạch này thì cái cốt nhông nó ta lai rồi. Ba cháu mà cái cốt ta còn máy ta chưa chạm mà đâu có chưa có bung lóc mỏng đâu có vụ mà lai được ha, thành ra nó bốn cháu ba cháu nó không thành vấn đề, thành vấn đề là cái cốt đó, đó anh em. Rồi một món số 2 gần nhà máy còn tu tủa luôn anh em. Hạt lụ á. Trời, dễ gì hú nổi một số này nè con chú coi nó ha, gần à. Không có nhớt đen thôi chứ không có một dấu mọt nào, gần cho nó gần còn đầy đủ nè con chú. Thôi ginh cái máy bỏ vô trong này đi, để ngoài đó ông ginh gãy sống ông à. Qua cái lưới cao. Hủ ống tay luôn. Không thấy gần anh em cô chú. Không có thấy mọt. Quá đã anh em ơi. Cốt nhông chưa mòn. Càng heo chưa có dấu. Số chưa có bọt. Gần nhà máy tu tủa vậy ha anh em. Nhưng mà cái giá cũng đã luôn anh em. Giá 800 thôi. Bán tầm này. Cho theo mấy cái bạc đạn luôn. Máy tầm này như cái máy quay A chứ có gì, số quay A chứ có gì đâu nè chú. 800 ngàn bộ số khu 1 tu tủa luôn, cốt cặp cốt. Xanh lè luôn nè nè. Ngay tưng luôn, xe này đi kỹ lắm, không có té cong là té là nó cong cây này liền. Rửa ra nó xét anh em, để về anh em nhìn nào xe ráp anh em rửa, cốt đã lắm.
Nó đã 800 ngàn cho bộ số khu 1, cốt nhông còn ngon lành. Nhông mà găng tua tủa, gần nhà máy nó hạt lựu còn tua tủa luôn. Không ngọt, 800. Rồi, tiếp theo cái hoa lăng anh em cô chú. Hoa lăng này quay nghĩa quan cái thôi chứ giao rồi anh em ơi. Anh em ta rồi. Bán giá xe này nó bậu đồi bán 2 triệu rưỡi. Có giá rồi bán mấy cái này mềm mềm lại cho anh em cô chú. Chứ dốt dốt này không mua xe này cũng rẻ anh em. Xe thấp thì bán thấp chứ không có giá tốt cho anh em. Bán anh em này giá tốt, không lẽ bán anh em kia giá xấu. Xe đồ xấu thì bán xấu. Dồn vàng khe chưa có lắc luôn anh em cô chú. Anh em cô chú lấy một bộ này để mình bán hữu nghị cho. Có lắc nè anh em, nhưng mà không có kêu nha, không có gỡn, không có hú, không có kêu gì. Cái máy này nó im toàn canh gió lạnh luôn, không nổ anh em nghe đó. Chưa chạm nè, ron nè, không tuôn một răng nào hết. Anh em coi ốc xả nhớt ra lòng đoàn riêng còn luôn, dẫn vô cho để quên. Hết hòn tưởng luôn, nứt rung của tầng. Sao rồi ông Thành Phú rồi, 2 triệu rưỡi cái nồi sao chốt không, đang quay luôn luôn nè, chốt tôi khỏi quay. Rồi rồi, ta nói vậy. Rồi. Cái này nó dính luôn lấy không ra nghe anh em cô chú. Nè vừa bán vừa tặng anh em chơi nè. Cặp này 2 triệu. Đồ ghim không có kêu nghe, không có xào, không có hiếu hú hí gì tân tại bán tặng anh em cho giá xe này mua được giá rẻ với bán bộ nồi ông này. Không lấy gồng qua mình gồng qua gồng lại mình hạ cái bá giá đồ này xuống. Cặp dên lốc này đúng ra là 2 triệu tư mới vừa nghe anh em cô chú. Bán anh em cô chú 2 triệu. Tại cái này nó lưu kho không được anh em ơi, nó dỗ nó không có ra đâu, không có dám dỗ cho nên sợ nó riêng bạc trạng uổng. Anh em để nguyên đùm rồi gắp vô đem cơm theo luôn rồi, không rồi vậy khỏi quay bộ nồi, lấy mẫu tấm đi. Rồi dên lóc 2 triệu bán anh em cô chú, đầu lòng này 2 triệu luôn nữa nè, bán cho nó lẹ anh em ơi. Ớt tăng đa luôn anh em cô chú, cam cò rin nè ha. Máy này khỏi rút ra thử mà công anh em, nó không có kêu, nó im, nó như quạt gió quay đó. Không có nghe nó sọt sẹt gì tống đó. Im tàn canh gió lạnh luôn. Chạy cái 30 ngàn này mà nhầm nhò gì nó đâu nè. Mặt giống tua tủa luôn nè anh em. Nhưng mà có chạm rồi. Xe này gốc Hà Nội về, nhiều khi mấy chiếc xe Hà Nội người ta chạm, người ta tháo ra tháo vô, người ta ăn tiền công gì đó nghe anh em, chứ không có ta vệ sinh gì đâu chứ ta không có làm đồ. Hôm nay có nhiều xe bốn ốc đầu tuột luốc hết tơn rồi mà cái đầu lòng chưa rút ra, không biết họ làm gì tống. Xe Hà Nội mua nhiều chiếc lạ lắm, tháo bốn ốc đầu mòn hết tơn mà cái đầu chưa rút ra. Bộ này 2 triệu luôn nè anh em, đúng là 2 triệu tư rồi, bớt anh em 400 vừa bán vừa tặng cho nó nhanh bít tâm. Tông lách tầng đà. Ừ. Quên cho anh em coi cái đầu dên nữa chứ. Tức cái mình chế bịt mũ ra cái. Đầu dên là anh em chưa có dấu gì hết nha anh em. Cái dấu về phốt nó dính đen chứ không có gỗ nha anh em. Cái vật mềm nó ăn cái vật cứng mình ưa nói hoài, cái phốt nó mềm, cái dơ nó cứng dính dấu vậy. Bún lưỡng rồi anh em ơi, đã lắm. Giáo sư ngồi bàn Mobilet với Suki xưa không hả anh em cô chú? Đã lắm anh em cô chú, dơ đã. 2 triệu anh em nào điện trước thì còn nghe anh em. Sao thôi, bán giảm giá cái máy này. Đầu lòng này cũng 2 triệu luôn chứ bán dên 2 triệu và đầu lòng 2 triệu 2 nó 2 triệu 4 nó cũng
phân bì bán bằng giá luôn. Cái lồng này lý do sao nó rẻ nè biết không, nó nổ máy lên máy nguội nó có khói, nóng lên cái anh hết. Bữa test không khói ăn chứ nhiều khi anh em mua về gáp vô là mất công tháo ra vô. Chứ nổ máy lên lúc nó nguội á, phà khói tắn cái bắt đầu cái nóng lên hết. Nổi tước cho anh em sửa chứ để gáp vô mất công gỡ ra. Rồi. Đầu lòng không không có gì hết anh em, có cái nắp toàn này nè. Cái bánh nè, quên nữa, cái đầy đủ đồ chứ. Sên cam nè. Đầu lòng á, bánh tăng cam thì sên cam ha, rồi bánh bánh lòng bánh tăng, bánh tăng rồi bánh lòng nè anh em. Con ốc nữa nè, nó đầu lòng là nhiêu đó đó nha anh em cô chú, 2 triệu á, cái ti nè. Rồi mình ráp vô mình sẽ vô liền cho anh em liền, còn bộ ốc nè anh em cô chú. Tổ ba nắp thì bán rồi, bộ ốc chút chút nè anh em. Rửa dầu ra anh em ơi, còn ngon lắm. Không có xét. Càng tăng cam ống 6 nè. Bán anh em càng tăng cam ống 6 này thì 200 ngàn tặng bộ ốc luôn. Chết rồi, cái này dính bên cái lá máy bỏ ra ngoài phải không? Thôi bỏ vô sau đi anh em ơi. Bỏ vô liền chứ để bay vô bịch mũ liền mà nó còn rớt ra anh em thấy không? Bỏ chậm chậm ngoài là không vô bọc là nó mất đồ. Phiền phức lắm. Agro đồ lụm các kiểu lụm hết cho anh em luôn nha. Hết luôn. Thùng nữa nè. Tặng luôn anh em cái máng nhớt này luôn nè. Nắp nhớt này luôn. Nắp khu 1 mực nhà máy còn đầy đủ. Rồi, 200 ngàn cho cái này nha anh em cô chú. Rồi. Bộ lửa bán rồi, bộ nắp bán rồi. Nè, lắp gon gin nè anh em thấy nè, máy chưa chậm. Thấy không? Chưa mới chậm lần đầu ron. À, lắp quá đã anh em ơi, bán bộ giấy lắp chưa có miếng sơ mi nào hết. Cái đẹp căng luôn. Khá máy. Mới chạm lần đầu bao giờ nó cũng ngon anh em, nó không có bị răng cỏ nó không hư. Đó, anh em nhớ giùm ha, bộ bạc thay bộ bạc lại vô đầu lòng đó chứ ý y là thấy không anh em thấy không? Sót nữa thấy không? Y đó mà. Đó. Ý y là bị ra anh em, chứ nó nguội nó có khói nóng lên thì hết. Nhưng nhiều khi chạy vài bữa nó bung ra có không chừng. Xe ông anh này ông mua về ông lưu kho quá lâu, sợ nó bạc, nó ship sao. Nhiều khi để cho anh em rửa kỹ lại rồi cái nổ máy nó bung lại cũng không chừng nữa. Rồi, video cũng hơi dài, cái này của bên bộ nồi. Chào anh em, chúc anh em cô chú lúc nào cũng may mắn, lúc nào cũng sức khỏe anh em cô chú ơi. Cảm ơn anh em cô chú đã xem tin. Cảm ơn anh em cô chú đã like.